Ngày 16 tháng 8, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ra quyết định xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương có địa chỉ tại 127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc vì đã nhập khẩu hai lô thuốc Sapetero 500 tương ứng với 3042 hộp thuốc có chứa hoạt chất Sapetapin thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Theo đó, ngoài xử phạt số tiền 160 triệu đồng, Cục Quản lý Dược cũng quyết định tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong 9 tháng của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, người chịu trách nhiệm chuyên môn. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong 9 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương. Bộ Y tế yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất đối với hai lô thuốc Saperito 500 trên đây. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì buộc tiêu thủy tiêu hủy hai lô thuốc này